Love Kids Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây súng mới nhất của mình là cây súng Magic Gun 2-in-1, vừa bắn đạn bi và vừa bắn đạn nước. Bây giờ mình sẽ khui ra và sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhét đạn. Đây rồi. Giờ nhét vào được mấy viên? 5 viên. Nhét vào được 5 viên đạn. Súng này nó có cho 7 viên đạn mà mình nhét được 5 viên à. Nhưng mà đạn này bằng xốp nhưng các bạn vẫn không được nhắm vào người ta, bắn chúng cũng là đưa mắt đó, nguy hiểm lắm. Bây giờ mình sẽ kiếm đồ mình bắn trên mình xem nha. Bây giờ mình sẽ test bắn cây đầu người nhện đằng này. Hết đạn này. Vô đạn đi. Bây giờ mình sẽ test cái đầu người nhện lại nha các bạn. Lạc nữa rồi. Đây là cái lỗ vô nước mà mình dùng cái chai nước muối sinh lý này là dễ hơn đó. Bắn đi, bóp trò rồi. Bóp đi coi. Quay cả nhà.
kết thúc rồi. Hẹn các bạn vào video sau. Nếu các bạn thấy hay thì xin một like, một share và một đăng ký cho cái chung nha. Bye bye. Love Kids Channel. Subscribe. Đăng ký kênh để xem nhiều video hay.